Nóng bỏng và gây cấn của trận đấu lớn nhất lịch sử ngày hôm nay. Tôi là Long, một võ sĩ, một nhà vô địch boxing. Long hả? Hết tối rồi. Tôi sẽ cho con gà này lên đĩa. Tụi nó có thế lực căm. Đừng quên giờ tiền của tụi này mà còn mới có gì chứng ngày hôm nay. Chính tài năng của tôi mới mang lại trong cơ hội. Anh nên người đưa chuyện riêng tư vào đây. Anh hỗ trợ cho các bầu sô nhiều hơn các võ sĩ. Anh bỡ đỡ họ. Các người kết bè kết cánh, không bao giờ biết vì giới boxing và vì võ sĩ cả. Tôi không cần biết cô dùng cách gì, bằng mọi giá phải làm cho nó thân bại danh liệt, sống dở chết dở. Tôi biết tôi phải làm cái gì. Số phận của gia đình cậu đang nằm trong tay của tôi. Cậu bán rẻ những điều cao quý nhất mà cậu đã đeo đuổi bao nhiêu năm để rồi được gì?